thì chưa tới, thương cũng chưa tới, là một nửa của nhau cũng không. Chúng ta là gì đây? Không được quan tâm, không được lo lắng, mà phải giấu tất cả ở trong con tim mà thôi. Tựa vào nhau cảm thấy bình yên, ở đây không thấy ưu phiền. Chuyện ngày mai em bỏ ngoài tai anh nhé. Nếu chọn sai hay đúng thì thôi, hãy cho em sai một lần, hoặc chúng ta sai thì mới thấy tương lai. Mối tình này không công khai, yêu mầm mờ không tương lai, không rõ ràng và không sợ lạc mất nhau. Bề ngoài ta giống như một tình nhân, sự thật phía sau chỉ là người xứng cả hai chấp nhận. Không ai hối hận trong câu chuyện này, không hứa hẹn cho mai sau, chẳng quan trọng trong bao lâu. Không nghi ngờ, chỉ mong bây giờ hạnh phúc. Nhưng câu lý lẽ ở trong tình yêu thường gọi chúng ta là kẻ bám phiêu. Ai cũng mập mờ, ai cũng mơ hồ, mỗi tình không đẹp. Mối tình không tên.